Vâng, vậy xin chào tất cả bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Hưng đây. Thì đây là một trận đấu về gọi là mình thấy khá là hay. Và mình sẽ là nhân vật chính trong trận đấu này. Thì hiện tại kênh của mình nó đang tầm khoảng 388.000 người đăng ký. Vậy nó tầm thiếu khoảng tầm 100 người, 120. Thì mong các bạn sau khi xem video này, nếu thấy hay hãy để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nếu bạn thấy mến mình các bạn có thể bỏ lại một bình luận cũng được, cảm ơn rất là nhiều. Thì game này thì game này mình cam đoan với bạn luôn, nó chia có rất nhiều những phe gọi là outlay, gọi là đánh trên cơ đối thủ rất là nhiều. Rồi mình có thể tự tin nói như vậy được rồi, tại vì game này mình là nhân vật chính. Còn này như mình nói hai lần rồi sao các bạn ơi. Thì ngộ không đi tết thì mới đầu vào thì các bạn nên lên cho mình hai giọt nước mắt như thế này. Mình gọi đây là hai giọt nước mắt. Mình thấy giống cái giống liên minh, nhưng thật ra nó hai cộng dây chuyền. Đầu game thì mic của mình chạy hôm nay gánh cho mình một tuần. Rồi mình đã lấy đi cái mạng thành công của bạn, của bạn bạn Hiếu gì đó, mình không nhớ tên này. Còn túi nó gì Pirate. Thì sau khi cái phe này xong thì mình có được một lượng đồ là bí bí lên được đôi giày. Và những cái liên còn lại đang bị kẹt rất là gắt. Thì mình cũng đang rảnh với các bạn. Rồi, đó, thằng mic thằng gần hơn nhờ. Đó, cái này game mình nhét đường mạng nữa. Nhét thêm đường mạng nữa, sau đó mình như các bạn cũng có thấy là mình mới vào, mặc dù mình chưa găng tay các bạn, nhưng đập vẫn nổ chiếc mạng khá là khủng khiếp. Các bạn có thể biết nhân phẩm của mình đã đẳng cấp cỡ nào rồi đấy. Đó, giờ mình lấy cái mạng của mình bướng thôi. Cái đó choáng mình chết. Cái đó là cái chuyện trao đổi, đó là chuyện bình thường các bạn ơi. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn, nếu như là các bạn cũng làm cho mình thôi. Về cái build hôm nay của mình thì đó, sau khi mình lên hai giọt nước mắt xong thì mình sẽ lên cho nó cái dạng kiên cường. Rồi nó thích lên gì, tóc đánh hay là gì cho nhanh nữa các bạn ơi. Mình trưởng thành rồi. Mình lớn rồi, mình không còn phải chỉ trâu nữa các bạn. Phải bây giờ là phải shipper. Mà các bạn biết khỉ chỉ trâu thì nó chỉ trâu theo kiểu khác, còn khỉ shipper là khỉ chủ thành, nó đi theo một đường khác đó. Ở đây thì mình combo vô mặt của gần tiên bạn luôn. Các bạn có thấy là mình chưa có găng tay nha, mình đập nổi chiếc mạng nháo nhào hết. Phe này ông mít mình thì ổng chạy ẩu nè, ổng bị bắt nè. Thì các bạn thấy tên của mít mình là 78. Ok, bốn mạng nó có. Bây giờ mình sẽ bọc đầu mình đập luôn gần bên đó, gần lướt không dính qua tường được gần chết luôn rồi. Vâng, mình không biết là một phép thuật win nào nên để trời xui đất khiến nào mà để khiến cho mình có thể gọi là cái S đẳng cấp nó như vậy. Có nào cũng cái S được các bạn ơi, năm mạng rồi. Rồi với cái tầm này thì các bạn có thể hiểu được là ngộ không nó đang quá cực kỳ mạnh rồi. Cái việc các bạn nên làm bây giờ là làm gì ạ? Các bạn đi lên thì các bạn tiếp tục đi lên thôi, chứ không chạy xuống gần phé gần ăn gần nhà mình được, nó không giúp các bạn xanh hơn đâu, giúp mình để trưởng nhiều hơn ấy. Ok, phe này thì top bạn như các bạn không thấy đập auto chí mạng. Các bạn thấy nhân phẩm không? Cái video này một phần là mình nói là nó nằm ở cái dạng như là combo đẹp highlight mà không nói rồi. Cái phần quan trọng nhất ấy là cái phần đập chí mạng. Ơi các bạn có tin mình, bình thường mình lên 4 găng đập không ra chí mạng, nhưng cái này mới chỉ không có găng tay vẫn đập chí mạng, thậm chí một hai cái vẫn ra chí mạng. Thì các bạn biết nhân phẩm của mình hôm nay nó rất là hơn trong này thôi, mấy lần sau thì nó hết hơn rồi, sau xui thu sắp mặt luôn các bạn ơi. Nhưng không sao, có trận hay đăng là được rồi các bạn ơi. Đó, cái này mà ăn đường mạng nữa gọi là ông chùm két. Bây giờ gần mình là thuộc dạng như là không có mana nha các bạn. Đó thì mình vô gần mình xin cùng bà lu thuận chào cháu múc các bạn ơi. Nó làm sao ăn luôn mình ép kè sao. Mày mà trắng lột bà lu nha các bạn. Ok, sau ăn xong bà lu thì mình mới tiếp tục đi đường thôi. Như các bạn cũng có thấy là cái lối di chuyển của mình đó làm đi rất là nhiều. Mình không có vậy, như mình ít khi nào mình solo kill với lại những cái thằng đồng đội mình địch đồng địch lắm. Mình chỉ đánh khi nào mình cảm thấy mình ăn được mình mới đánh thôi, chứ mình không trao đổi sức tầm bảy được. Bởi vì chiêu thức của mình dành là những con tướng khác. Rồi mình chứ không có nào bao giờ mình như bây giờ mình canh là mình nghĩ là mình đủ mạnh để mình giết được team địch thì mình thấy không, chỉ cái bé gan thôi nha. Mình chỉ cần bé gan thôi, nhưng mà mình tin vào nhân phẩm của mình nên mình đập. Chứ nó phe đó đập không ngay chí mạng thì cũng chả chết được top với team mạng đâu các bạn. Các bạn thấy 81 như thật ghê đó. Bây giờ mình có thánh kiếm rồi nè, thánh kiếm rồi thì lúc này mình
Cái tỷ lệ chiếc mẹ này cũng chưa có bao nhiêu đâu các bạn ơi, tháng 9 nó tầm 25 với 12 cộng với là tầm ba mấy, thêm cộng lên găng tay 10 với 12 nữa thì 4-50 rồi đó. Phải này mình đi ẩu các bạn, phải này mình bị quýu các bạn. Vậy vậy nha, bị quýu quýu yếu đào bị sao ấy. Đổi anh đâm mặt cái tường, mình đâm mặt cái tường miết luôn á. Vậy như các bạn hiểu không bạn, đó là dạng cái đó gọi là vừa muốn đánh mà vừa không muốn đánh đấy, nên nó thành gan như vậy. Ờ các bạn thông cảm. Oh sorry các bạn nha, sorry các bạn. Nãy giờ mình có công chuyện ấy, mình bấm dừng video một xí. Đó, phải này các bạn nhìn nè. Mình chạy 180 cây số cái này để mình kết. Đó, các bạn thấy không ạ? À? Với cái trình độ kết mà gọi là đẳng cấp như vậy rồi, các bạn có thể nghĩ là vừa nhân phẩm của đập nè. Đập auto chí mạng là một nè. Kết đẳng cấp nữa thì các bạn nghĩ đi, ăn bao nhiêu mạng đâu gì quan trọng. Kỹ năng thì gọi là cũng bình thường thôi. Kỹ năng cũng không có thì gọi là hay hết, cũng chỉ là thuộc dạng tạm nhầm thôi. Hiện tại là mình đang canh cầu thủ 10 sao, mười mấy sao ấy, đậu xanh bướng que được 15, 14, 15 sao thì để đánh mấy trận. Làm mấy cái giáo án này nó thua hết, còn 9 sao các bạn. Đó, đó. Phe này chạy ẩu các bạn, phe đó. Cái phe đó nha, cái phe đó mà dạng như mình đã... Bây giờ mình đang hiện tại là mình vẫn giữ hai giọt nước mắt nha các bạn. Đó, như các bạn thấy là mình vẫn còn giữ hai giọt nước mắt, chưa có bán. Đó, để như vậy mình lên thêm cái sông đào nữa, sông đào cái quýnh chí mạng nó mới có tỷ lệ khen vấn. Nên cái đó lên trước, cái đó lên trùng như cái giày cũng chả sao các bạn ơi. Nó vì giày nó có khen vấn sẵn, còn cái đó quýnh chí mạng nó mới cộng khen vấn. Nên một số phe chuẩn video quay, mình đang đi nó chuẩn với mình, cái mình trốn cũng đâu có thể nào là có chí mạng đâu ra nữa mà mình khen vấn các bạn, căn bản. Cái đó chỉ hợp với AD thôi. Nó bắn nổ chí mạng thì nó khéo ứng, chứ không bắn được thì tay cục mà. Ok, phải đó thì cái độ két của bạn support team mình thì quá ghê gớm. Quá ghê gớm rồi, phải làm gì được mà đét đường nha các bạn. Các bạn đi đâu các bạn đi, các bạn nhớ phải lúc nào cũng phải bảo đảm cái trái trụ của bạn nó phải còn máu. Còn team này nó combat chết lẻ, chết bờ chết bụi thì bạn đừng quan tâm. các bạn con team mấy bạn nói tập team mình là đi gì để trụ đó, hoặc là team nếu mà team biết chơi thì nó sẽ đỡ với bạn đi đâu rồi nó sẽ không combat, còn team nào mà vậy đánh láo nó chết thì thua, thì đó là do chuyện của mấy bạn đồng đội mình nó ẩu rồi không nói được các bạn ơi. Nữa mình mà có đi trụ hay là mình đi đẩy đường mà team chết hết, còn mình mày đồng đội nó chửi mình ngu ấy thì các bạn cũng đừng có buồn, căn bản các bạn làm đúng, các bạn không làm sai. Cho game là phải biết nhìn map. Nó như giờ mình lên trên đây mà đứng thì căn bản nó đâu có đánh đâu được gì đâu. Thì đây này mình định kết mùa đỏ thì mình nghĩ lại tình nghĩa anh em của anh em bao nhiêu lâu nay đó. Hình như vừa rồi mình mới làm một cái gọi là cái biểu diễn kỹ năng này gọi là đập nhanh đó các bạn. Đó là vậy, đập nhanh chậm vậy, nó combo 2 chiêu các bạn, nó combo 3 chiêu rồi nó khác. Combo 3 chiêu mà dành cho lính thì nó gọi là bóp bóp lắm rồi. Nó thuộc đẳng cấp của thầy bóp. Nhà mình không phải là đẳng cấp của thầy bóp mà đẳng cấp của thầy khác. Nên mình học cái combo 3 chiêu các bạn, lính mà combo 3 chiêu là chót. Nó quá đẳng cấp đi rồi mình không có làm như vậy. Fan này game đập chết 2 rồi nè các bạn nhìn nè. Châu bò đối với mình không quan trọng, nhìn các bạn nhìn độ của mình nha. Lúc này mình có cái gươm mirror xe rồi đấy, mình bán một giọt nước mắt để mình lên một cái món khác. Các bạn cứ lên đồ giống mình là bạn đập auto chí mạng đó, các bạn đập auto chí mạng, các bạn nhớ đứng vị trí cho nó tốt nha các bạn. Đó, lúc này các bạn sẽ không bị lộ tầm nhìn. Rồi chết tôi luôn rồi. Phải nói là mình đi ẩu các bạn nghe. Tay mẹ bật mắt rồi. Phải này gần muốn ẩu quá nè. Đường chết. Nghĩa đó là những phải chết ẩu các bạn. Bình thường mình nói chết ẩu rồi nó bé dạy dạng như là các bạn thường các bạn chơi các bạn sẽ không nói chết ẩu. Mấy bạn sẽ gọi là ngu. Mình chỉ nói chữ thật thôi. Mất lòng thì chịu.
Thì hiện tại mình đang có hoa mật be nha các bạn. Nâng lên bậc 5 thì nó tốn kém quá. Mà tài chính của mình hiện tại cũng không có, nên mình không nâng bậc 5 được. Chứ mình nâng lên bậc 5 là mình nghĩ là mình sẽ biến gì hơi bị nhiều á. Phải này mình đập sao, mình đập sao mà nó... Mình đập cái kiểu gì mà nó nhảy qua tường luôn các bạn. Khá là ảo. Mình nghĩ là mình kéo cái này thấy mình kéo theo cái con không thấy chắc nó đẹp hơn cái gì mà mình để như thế này đúng không các bạn. Đó, để thế này nhìn nó kỳ kỳ sao ra ấy. Nó không có dạng như mình tự dạng như này, cái này mình gọi là ghim map đó các bạn. Đó. Nhìn giống như hả? Nhìn khác gì ghim map đâu. Đó, đập. Đập là bao dính luôn nha các bạn. Điện thoại mình tới 128GB nhưng mà bộ nhớ mình đang nó full rồi các bạn ơi. 120 hình như 126GB rồi. Đó. 126 128 một cái video tầm 15 20 phút là nó rơi vào tầm 2GB mấy hoặc là 1GB rưỡi. Đó. Tầm 10 cái video thôi là nó hết. Còn 100GB của ông ta rồi, đúng không ta? Cái 1GB thì 10 cái là 10GB. Đâu, một cái 2GB chứ. 2 x 10 20 20GB. Chưa nói là mấy cái ứng dụng để mà edit này nọ nữa. Chung là khá là dữ dằn các bạn ơi. Như anh em thấy là trong đội hình của mình có một thằng gọi là chuyên gia bay vô trong team địch và chết. Đó là thằng ảo tưởng top top các bạn. Nó gọi là coi top top quá 180 phút trên giờ ấy. Ôi ôi. Mình khác gì nó đâu. Chết lý luôn các bạn ơi. Đó. Đến bây giờ là mình hiện tại đang 17-4 nha các bạn. Và cái giáo học sinh của mình là lên món cuối cùng. Sau khi lên xong phút kiếm mình còn một cái giọt nước mắt ấy thì mình bán những mắt cái giáo học sinh. Đó là nó dạng như nó sẽ bảo toàn cái lượng mana của mình lại. Ok, bây giờ thử khắc tạo highlight các bạn ơi. Mình đang mạng quá nhiều nên mình phải gánh cái trận đấu này. Không gánh được là sẽ có lỗi với anh em. Và anh em đã nhường mạng cho mình ăn mà. Đó, nói ké thì vui thôi chứ đậu xanh mình ké thiệt. Đó là mình ké thiệt. Đâu ké dở đâu các bạn. Mình nuôi mấy học sinh rồi mình bán liềm. Mình bán cho học sinh mua cái liềm nha các bạn. Rồi mình lúc đó mình đã có cái liềm cho người rồi nè. Thì mình nhớ cái mùa nào ấy nó cầm mua không. Cái mùa nào nó sẽ có cái liềm sẵn trong 3 phút đầu luôn. Lộn. Hết 3 phút là nó sẽ có cái liềm xuất hiện cho lộn lỗi các bạn. Lúc đó thì mấy con tướng đa số thường nó có liềm bảo nó bảo vệ người tới 12 phút lượng hay sao ấy. Nó mới mất. Hay là có binh viễn mình cũng không nhớ nữa. Giờ lại bắn xương nữa nhưng mà bây giờ bỏ cái liềm còn bắn xương không à. Thằng gần lại chết. Cái đó là cái tội đi mà không nhìn đường các bạn. Đôi khi các bạn thấy như vậy nhưng không có nghĩa là nó sẽ như vậy. Các bạn như cái bụi không thấy người, chứ chắc cái bụi không có người thiệt. Trời ơi, bắt cái liềm luôn rồi. Ô miễn nhiễm chứ bạn. Cái đó là giả của support các bạn.
Ok, phải này mình sẽ đi về. Cái phải này cũng không được các bạn ơi. Con góc đánh. Đồng đội mình đã chết lía luôn, mình đâu không quan trọng các bạn ơi. Chết thôi. Còn mình mà. Chừng nào mình chết kia nó mới thua được các bạn. Đây. Phe này mình không kịp bán liềm đó, phe đó tại cái phe đó là mình không kịp bán cái liềm để mình lên cái cục thủng, nó bị lúc đó cái liềm nó chưa mất ấy, mà mình không nỡ bán, chứ anh bán thì liềm mà mình lên thủng là mình win cái phe đó rồi. Tại cái đu nó lên full tăng đập không có vô máu, bình thường là cái đu lên full phép ấy, nhưng mà phe đó mình cũng không chú ý là cái đu lên đồ gì. Sau khi mình chết bật lên mình mới thấy là cái đu nó lên full tăng, nó mới ói dội luôn. Nó phun tăng đập cho nó mới chết các bạn. Thì như game này vẫn chưa win được. Đấy. Mặc dù mình win chết rất là nhiều nhưng vẫn chưa win được. Hiện tại cây đây của mình là bao nhiêu nhờ? Ây da, 21 mạng. Này nó cướp bắt con bùi xanh của mình luôn, khá là cay phe này. Cay cú. Nó làm được gì con te đó các bạn. Làm được gì con te đâu. Mất thì thôi. Về cái giai đoạn cuối game thì cái này là mình đi ẩu nữa, cái đó nếu mình phải bỏ gì thì mình gọi là mình còn ham mạng ấy các bạn. Mặc dù cái con ER bên team bạn thì nó để gọi là nó mất, nó vẫn còn với học sinh, mình vẫn chung đó là lỗi mình đấy. Mình định lấy giáo học sinh của mình đấy, lấy giáo học sinh của team bạn ấy, mình không ngờ thì phe này vẫn còn, thì phe đã mất xe rồi nên vẫn còn hai con lính nhỏ thì team mình đét được chiếm thua. Ấy thì phải là team bạn đứng tan trụ rồi, rất tiếc là không có lính. Còn AD giờ bắn chết đi cái mạng mất cái học sinh của AD bên kia, mà AD bên kia gọi là ủa lính gần rồi tới nơi luôn à. Thì hồi nãy sau khi mình mất cái liềm ấy thì mình cứ lên cái găng tay mình ghe mình cú thua. Các bạn nhìn cái nhà của mình nè, hồi nãy mẹ đi không chết nó bắn thêm mấy viên nữa là bỏ cái nhà rồi, thua ngược rồi đó. Bây giờ lính nó đổ tràn vô bè đường thì gần bên kia bỏ cua chạy lấy người chứ sao ăn được. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều về đón xem video này. Chúc các bạn có một buổi tối tốt lành nha. Bye các bạn. Về đây để cây của mình. Thì cái việc mà các bạn mua đồ ấy, cái việc mà các bạn mua đồ để mà gọi là để mà mua đồ nhanh ấy. Nếu mà bạn cảm thấy bạn mua đồ nhanh không có kịp ấy thì các bạn sẽ làm như thế này. Các bạn sẽ làm như thế này. Các bạn vô trong con ngỗ không?
các bạn bấm vào cập nhật đồ ấy, nó sẽ có một cái rồi số 5 thì các bạn sẽ bỏ đồ như thế này. Cái lúc mà cái giá hồ mệnh nó để ra rồi ấy, thì các bạn full đồ ấy, các bạn hãy chuyển qua đây, các bạn mua giá hồ mệnh nó để có sẵn rồi trong cái biểu đồ full rồi, nên các bạn sẽ không cần thiết phải gọi là đây như thế này, hoặc là mua cái này, hoặc là mua bằng chương đó. Các bạn cảm thấy như các bạn nhanh tay cái nào thì bạn mua cái đó, mua cái liềm thì nó sẽ gọi là giúp các bạn hay gọi là miễn chết trong 1-2 giây, còn các bạn mua mấy cục thủng như này bằng chương giúp các bạn lâu chết hơn chút. Bạn lưu lại sau đó khi các bạn mềm full đồ ấy như thế này, sau khi các bạn full đồ như thế này đi đó, sau đó bạn chuyển cái biểu đồ thứ 5, các bạn chết, bạn bán cái giao sinh, bạn mua lại cái liềm này nó rất là nhanh. Bạn bán là bạn mua rồi, nó sẽ tự động đập cập nhật lên cho bạn mua đồ luôn, chứ không có phải gọi là các bạn phải tìm cái liềm đó bạn mua nữa, hoặc bạn sẽ soạn sẵn ở trong cái trang bị của bạn. Ok, chúc các bạn thấy có thật là nhiều sao. Bye bye các bạn nhé.